Để tâm được lắng xuống, quý vị hãy thực hành Anapana trong vài phút. Thực hành Anapana trong vài phút. Hãy quan sát hơi thở đang đi vào đúng như hơi thở đang đi vào. Hơi thở đi ra đúng như hơi thở đang đi ra. Luôn luôn rất tỉnh táo, rất chăm chú, rất cảnh giác. Không ngừng ý thức về hơi thở đi vào, không ngừng ý thức về hơi thở đi ra. Khi nó đi vào một cách tự nhiên, khi nó đi ra một cách tự nhiên. Hãy duy trì ý thức về toàn bộ chiều dài của hơi thở vào, toàn bộ chiều dài của hơi thở ra, từ khi nó bắt đầu cho tới khi nó kết thúc. Hơi thở vừa bắt đầu đi vào và quý vị ý thức được nó đã bắt đầu đi vào, đi vào, đi vào. Rồi nó đã ngừng đi vào, nó bắt đầu đi ra, đi ra, đi ra, rồi nó ngừng đi ra. Rồi nó lại bắt đầu đi vào. Cứ như vậy, ý thức toàn diện, ý thức không ngừng về toàn bộ chiều dài của hơi thở đi vào, toàn bộ chiều dài của hơi thở đi ra. Luôn luôn giữ sự chú ý ở khu vực giới hạn này, khu vực cửa mũi, khu vực phía dưới mũi. Bây giờ hãy bắt đầu thực hành Vipassana. Bắt đầu từ đỉnh đầu. Chúng ta sẽ di chuyển sự chú tâm một cái khoảng nhỏ như vậy, như cái vùng tam giác chúng ta bắt đầu đấy. Di chuyển từ từ lên đỉnh đầu, từng phần một. Và chúng ta sẽ gặp nhau ở đỉnh đầu. Ở đỉnh đầu, hãy dừng một chút, quan sát có những cảm thọ gì. Một lần nữa có thể là áp lực, mà cũng có thể là cảm giác nhẹ nhõm, cảm giác nặng, ảnh hưởng bởi luật trái lực, trái đất, trọng lực. Hay là chỉ đơn giản là cảm giác nhột nhạt, ngứa ngáy của da và tóc, của chân tóc. Hay là áp lực của sọ. Hay là những cảm giác rất vi tế, tê tê, rung động. Cũng có thể là cảm giác đau mạnh mẽ.
Bây giờ từ đỉnh đầu chúng ta sẽ di chuyển dần qua bên phải của sọ hướng về phía tai, từ từ một. Đừng nhảy vào tai ngay lập tức. Nhớ là sẽ di chuyển từng phần một trong suốt chặng đường. Từng phần một sẽ được cảm nhận cảm thọ, sẽ được quán chiếu chứng thực thực tại. Cứ tiếp tục như vậy. Tiếp tục chú tâm quan sát với sự bình tâm, cân bằng, không phân biệt, sáng tỏ, nhạy bén. Và từ từ di chuyển sự chú tâm dọc hết sọ, đầu. Sau đó tới mặt. Rồi chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở phần cổ sau vài phút. Trình và giữ tâm hoàn toàn bình thản, hoàn toàn buông xả với sự hiểu biết về luật vô thường. Anicca, Anicca, Anicca. Hãy đưa sự chú ý qua từng phần và mọi phần của cơ thể, từng phần và mọi phần của cơ thể. Quan sát từng cảm giác và mọi cảm giác mà quý vị kinh nghiệm được trong khi di chuyển từ đầu xuống chân và từ chân lên đầu. Đừng phát sinh sự ưa thích đối với bất kỳ loại cảm giác nào và cũng đừng có thành kiến đối với bất kỳ loại cảm giác nào. Đừng đưa ra bất kỳ sự đánh giá nào đối với các cảm giác. Nếu không, có nguy cơ là quý vị sẽ tạo ra các sankhara thèm muốn hoặc ghét bỏ. Quý vị phải thoát ra khỏi khuôn mẫu thói quen điên rồ này. Không tạo thêm thèm muốn, không tạo thêm ghét bỏ, cho dù cảm giác là gì đi chăng nữa. Hãy hiểu thấu đáo rằng mọi cảm giác, cho dù là cảm giác gì, đều có cùng đặc tính sinh, diệt, anicca. Anicca, Anicca. Bây giờ chúng ta tiến hành quan sát phần cổ. Bắt đầu bằng mặt trước của cổ. Chú
chúng ta đang quan sát phần mặt trước của cổ. Và từ từ chúng ta di chuyển qua vùng bên phải, vẫn là mặt trước của cổ. Có thể chia cắt là phần dưới và phần trên. Từng chút một, không bỏ sót. Cảm nhận các cảm giác khác nhau trên lộ trình và giữ cho tâm hoàn toàn bình thản, bình tâm. Chúng ta di chuyển một chút nữa qua phần cổ ở bên phải, phần nối giữa mang tai xuống dưới vai, từng phần một. Bây giờ chúng ta di chuyển dần sang phía sau cổ, vẫn là bên phải, từ dưới vai đi lên. Chúng ta đang ở phần gáy và hãy di chuyển sang vừa giữa gáy. Chúng ta bắt đầu cảm nhận đốt sống cổ, từng đốt sống một từ trên xuống dưới. Và di chuyển qua bên trái, cảm nhận phần cổ bên trái phía sau. Cũng như vậy từng phần một, theo một thứ tự. Chúng ta gặp nhau ở phần gáy bên trái. Từ bên trái chúng ta sẽ dò cảm giác của cổ bên trái, mặt cổ bên trái, từ mang tai xuống, từng phần một. Chúng ta không bỏ sót các cảm giác trên lộ trình, có sự chú tâm và có sự bình thản, bình tâm, hoàn toàn buông xả. Từ phần cổ bên trái đó, chúng ta di chuyển ra phía trước một chút của cổ bên trái. Có khi chúng ta có thể cảm nhận được mạch đập ở đây, hay ở phần nào đó của cơ thể. Từ đây chúng ta di chuyển qua phần vai bên trái. Một phần nhỏ thôi. Có sự chú tâm trong một giao diện nhỏ. Có khi có cảm giác đè nặng, áp lực ở đây, hoặc là sự phình ra, co lại, hay là mạch đập. Mạch của động mạch chủ, hay là những cảm giác như kiến bò rần rần ngứa ngáy. Dù là cảm giác là tinh tế hay là thô, thì cũng có giữ cái tâm bình thản, bình tâm, buông xả với sự hiểu biết về luật vô thường. Không có gì chắc đặt, không có gì để bám chấp, tự ngã. Từ từ chúng ta di chuyển xuống dọc mặt ngoài của tay trái. Cánh tay, từ cánh tay trên, chúng ta sẽ gặp nhau ở cùi chỏ. Nhớ là sự chú ý qua từng phần và mọi phần của cơ thể. Cùi chỏ trái đang có những cảm thọ gì ở đây? Bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển sự chú ý, sự chú tâm xuống dưới, vẫn là mặt ngoài của tay trái.
tiếp tục đi xuống tới cổ tay trái. Rồi mặt trên của bàn tay, mặt ngoài của bàn tay. Chúng ta sẽ quan sát từng ngón tay, ngón út, ngón kế, ngón giữa. Đầu ngón tay thường có những rung động hoặc là mạch đập. Hãy lắng tâm một chút để coi mình có cảm nhận được hay không. Hãy thử dồn sự chú tâm vào ngón trỏ, đầu ngón trỏ. Rồi lại tiếp tục di chuyển sự chú tâm, tiếp tục qua ngón cái, rồi đến lòng bàn tay. Có thể sự ấm áp hay là nhiệt độ mát lạnh, hay cảm giác gì khác, hoặc là xúc chạm. Cũng không quan trọng nó như thế nào, nó là gì. Có sự hiểu biết, tỉnh giác ở đây thôi. Rồi từ đây chúng ta lại quan sát cổ tay mà mặt trong, và cánh tay dưới mặt trong. Từ từ đi lên trở lại, đi qua chỗ gập của tay bên trái, rồi đi lên cánh tay trái. Chúng ta sẽ gặp nhau ở phần nắp bên trái. Chỉ phần nách bên trái mà thôi. Rồi từ từ chúng ta sẽ lên trở lại với bả vai. Rồi từ vai trái chúng ta chuyển qua vai phải, đi dọc theo phần lưng, đi ngang theo phần lưng từ vai trái sang vai phải. Toàn bộ sự chú tâm đang dành cho vùng vai phải. Hãy để mọi thứ khác tan biến vì sự chú tâm đã dồn hoàn toàn cho vai phải. Các cảm thọ đang dần dần hiện lên rõ hơn. Chúng ta lại tiếp tục di chuyển sự chú tâm dọc xuống tay, cánh tay phải, bắt đầu từ vai và cánh tay trên, gặp nhau ở cùi chỏ. Cảm nhận các cảm giác khác nhau trên lộ trình và giữ tâm hoàn toàn bình thản. Từ cùi chỏ chúng ta lại từ từ xuống cánh tay phải bên dưới, dần dần xuống tới cổ tay. Đừng để cho tâm nhảy từ chỗ này sang chỗ kia, mà giữ cho tâm di chuyển một cách có trật tự, được liên tục chú tâm, liên tục tỉnh giác, nhận biết trọn vẹn. Cổ tay phải đang được cảm nhận, rồi tới mặt trên hay mặt ngoài của bàn tay phải. Từng đốt sống tay. Ta lấy ngón trỏ, xin lấy ngón út, rồi ngón kế, ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái. Cảm nhận được mạch đập, rung động chăng? Rồi tới lòng bàn tay. Những đặc tính của đất nước, gió, lửa, của sinh hóa điện từ. Chúng ta là di chuyển sự chú tâm trở lên từ từ một qua cổ tay phải nè,
vào mặt trong của tay, từ cánh tay dưới đi qua chỗ gập của cánh tay, rồi tới cánh tay trên, có thể là bắp tay, có thể là vùng da, có thể là mạch, có thể là khớp, là xương, tùy vào chiều sâu tâm trí của chúng ta vào lúc này. Và chúng ta sẽ quay trở lại vùng vai phải. Vùng vai phải, chúng ta sẽ quan sát mặt trước của thân bằng cách là chia sẻ, chia mổ xẻ theo chiều dọc. Từ vai phải chúng ta sẽ dò dọc xuống eo, đi qua nách rồi xuống eo, từng phần một, từng phần một bên phải. Rồi chúng ta sẽ đưa sự quan sát ra phía trước một chút, vẫn là phần thân bên phải, đi từ bụng từng chút một lên tới bụng trên, rồi phần ngực phải. Có khi mình có thể cảm nhận xương lồng ngực, có khi chỉ đơn giản là lớp da tiếp xúc với áo quần, có khi là muôn ngàn các cảm giác rất là khó gọi tên, rung động, áp lực, đè nặng, hoặc là sự thư giãn, mở rộng. Chúng ta dần dần lên xương đòn gánh lên bên phải. Rồi lại qua trái một chút. Chúng ta đang ở mặt trước chính diện của thân. Ngay giữa trung tâm trục chính diện của thân. Chúng ta sẽ dò từ phần xương đòn gánh dưới cổ, từ từ đi xuống giữa hai ngực, rồi tới bụng trên, lỗ rốn chẳng hạn, khu vực rốn, bụng dưới. Có thể đôi lúc sự chú tâm đưa ta đi sâu vào tới cơ quan nội tạng một cách thình lình, không có chủ đích. Mình có thể tay chủ đích đi sâu vào một chút xíu, cảm giác áp lực của dạ dày chẳng hạn. Rồi chúng ta từ từ dò qua bên trái một chút, quan sát vùng bụng dưới ở bên trái, từng phần một. Rồi từ từ di chuyển sự chú tâm lên trên. Cũng vậy, ý thức nhận biết không ngừng về toàn bộ. Vùng bụng, rồi lên từng phần một, để đi đến phần lồng ngực bên trái. Có thể nhận biết mạch đập ở đây, hoặc là áp lực, đè nặng, hoặc là sự mở rộng, bình xẹp, hay bất kỳ rung động hay cảm giác gì khó gọi tên. Một lần nữa, chỉ là cảm nhận các cảm giác khác nhau trên lộ trình và giữ cho tâm được hoàn toàn bình thản, bình tâm, buông xả. Buông xả với sự hiểu biết về luật vô thường, về sự luôn luôn thay đổi không thường hằng của cơ cấu thân và tâm này. Bây giờ
rồi chúng ta từ từ lên tới xương nằm gánh ở bên trái. Và bây giờ mọi người hãy tự tiếp tục dò ở phần lưng từ bên trái. Di chuyển sự chú tâm ra hoàn toàn vào vùng lưng ở bên trái, có thể bắt đầu từ phần lưng trên, từng phần một, rồi xuống lưng giữa, rồi tới vùng eo và thắt lưng bên trái. Rồi hãy dồn sự chú tâm vào phần cột sống từ đốt sống cùng, tức là trục của giữa thân mà ở mặt sau. Từng đốt sống một, từ lưng dưới lên tới lưng giữa. Rồi lưng trên, rồi tới đốt số cậu, đốt của cột sống cổ đầu tiên, đốt sống cổ đầu tiên. Chúng ta từ từ dò qua phần bên phải của lưng, từ lưng trên, từng phần một. Mọi phần cơ khác của cơ thể không còn quan trọng bằng vùng lưng giữa của lưng phải lúc nào lúc này. Rồi từ từ ta dò xuống thắt lưng bên phải. Chúng ta tiếp tục dò xuống phần hông ở bên phải và xuống phần mông bên phải. Rõ ràng là có áp lực đè nặng ở đây, nhưng mà ngoài nó ra còn có cảm giác gì khác nữa không? Rung động, mạch đập, kim châm, hoặc là cảm giác thô như là tê, đau, cũng không sao cả. Từ từ rồi tâm sẽ nhận biết những cảm giác vi tế hơn đâu. Bây giờ chúng ta hãy dồn sự chú tâm vào mặt ngoài của hông bên phải và từ từ di chuyển sự chú tâm dọc theo cẳng chân, bắp chân phải bên trên, mặt ngoài. Và chúng ta sẽ gặp nhau ở đầu gối. Cảm nhận các cảm giác khác nhau trên lộ trình và giữ tâm hoàn toàn bình thản. Mặt ngoài của đầu gối bên phải. Bây giờ chúng ta sẽ dò từ mặt ngoài đó xuống tới mặt ngoài của cổ chân. Cẳng chân dưới của bên phải đang được quan sát từng phần một. Rồi xuống tới mắt cá. Rồi xuống tới bàn chân. Từng ngón một. Rồi xuống lòng bàn chân bên phải. Từ mu bàn chân tới lòng bàn chân tới gót bàn chân. Mỗi lượt di chuyển chúng ta đều đưa sự chú ý qua từng phần và mọi phần của cơ thể trên chặng đường đi, quan sát từng cảm giác. Bây giờ chúng ta lại lên cổ chân và quan sát mặt trong của cẳng chân,
cơ bắp chân, cơ chỗ gập của chân bên phải, rồi bắp chân trên, từng phần một. Rồi quan sát phần đáy của thân đang tì lên gối, chỗ ngồi như thế nào. Và cứ như vậy chúng ta sẽ dò phần chân trái, tự mình dò phần chân trái. Rồi sau khi trở lên, chúng ta có thể dò trở ngược lên trên. Hãy nhớ duy trì sự bình tâm liên tục, duy trì chú tâm liên tục qua từng phần và mọi phần của cơ thể. Hãy hiểu rằng chúng ta đang thực hành Vipassana là để thoát ra khỏi khuôn mẫu thói quen tạo ra tâm thèm muốn và khuôn mẫu thói quen tạo ra tâm ghét bỏ. Mục đích của phương pháp thiền Vipassana là để thoát khỏi khuôn mẫu thói quen xưa cũ, khuôn mẫu thói quen tạo ra sự thèm muốn, ghét bỏ, thèm muốn, ghét bỏ. Luôn hiểu rõ vì sao chúng ta thực hành Vipassana. Đừng quên đi mục đích của việc thực hành phương pháp thiền này. Khi quý vị còn vô minh với cảm giác khó chịu, quý vị vẫn tiếp tục củng cố khuôn mẫu thói quen tạo ra tâm ghét bỏ của mình. Quý vị vẫn tiếp tục tăng cường thêm sự ràng buộc cho mình, gia tăng thêm khổ đau cho mình. Hãy luôn sống trong trí tuệ, luôn sống trong trí tuệ. Tận dụng cảm giác khó chịu này làm công cụ để giải thoát mình khỏi sự ràng buộc của tâm không ưa thích, ghét bỏ. Không ưa thích, ghét bỏ. Mọi cảm giác khó chịu đều luôn được chào đón. Chỉ khi nào quý vị kinh nghiệm được các cảm giác khó chịu, thì quý vị mới tìm được cách để thoát khỏi những ràng buộc của sự ghét bỏ. Thật tốt khi giờ đây quý vị đang kinh nghiệm được một cảm giác khó chịu. Hãy sử dụng cảm giác khó chịu này như một công cụ để phá bỏ khuôn mẫu thói quen tạo ra tâm không ưa thích, tâm ghét bỏ của mình. Nếu quý vị không kinh nghiệm được một cảm giác khó chịu, thì làm sao quý vị có thể chiến đấu được với khuôn mẫu thói quen ghét bỏ của mình? Hãy chào đón nó. Mọi cảm giác khó chịu đều được chào đón.
Rất có thể đôi lúc quý vị cảm thấy những rung động rất vi tế, những rung động rất dễ chịu, một luồng thông suốt với những rung động dễ chịu trên toàn thân hoặc trên một số phần của cơ thể. Bất cứ khi nào quý vị trải qua kinh nghiệm này, cần lưu ý là quý vị không tạo ra sự thèm muốn hay bám víu đối với chúng. Nếu không, quý vị sẽ đi chệch khỏi con đường Vipassana. Khi đó, quý vị sẽ củng cố thêm khuôn mẫu thói quen thèm muốn, bám víu, thèm muốn, bám víu. Quý vị sẽ không thoát khỏi khổ đau của mình. Vì vậy, hãy duy trì một tâm hoàn toàn bình thản, hoàn toàn buông xả, không thèm muốn, không ghét bỏ. Luôn hiểu vì sao chúng ta đang thực hành Vipassana. Hãy luôn hiểu rõ chúng ta phải thực hành Vipassana như thế nào. Tiếp tục thực hành Vipassana một cách đúng đắn. Hiểu đúng về phương pháp này và thực hành nó một cách đúng đắn. Và quý vị chắc chắn sẽ được giải thoát khỏi những ràng buộc. Quý vị chắc chắn sẽ được giải thoát khỏi những ràng buộc của mình. Hãy tiếp tục luyện tập một cách thông minh, kiên nhẫn, bền bỉ và nhiệt thành.